VietWord TV xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị được yên bình, mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng. Xin gửi đến quý vị một tin tức mới tại Việt Nam, đó là đường phố Sài Gòn đông đúc trong thời gian cách ly toàn xã hội Việt Nam. Chiều ngày 6 tháng 4, nhiều tuyến đường ở Sài Gòn có mật độ xe lưu thông khá đông đúc, không ít thời điểm các nút giao thông chật kín người dù đang trong thời gian cách ly toàn xã hội Việt Nam. Dù vẫn đang trong thời gian cách ly xã hội từ 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4, theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Việt Nam, lượng phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương vẫn khá đông đúc. Dòng xe di chuyển chậm trên cầu Chánh Hưng hướng về trung tâm thành phố. Nhiều ngày vừa qua, người đi đường hiếm khi bắt gặp hình ảnh xe cộ đông đúc ngoài đường như thế này. Lượng phương tiện lưu thông ngoài đường Hai Bà Trưng cũng càng đông đúc trở lại vào giờ cao điểm. Có người đeo khẩu trang, nhưng một số người khác không chấp hành quy định và cũng không đội mũ bảo hiểm. Đường 3 tháng 2 có thời điểm xe cộ chen chúc nhau di chuyển chậm ở các giao lộ. Khung cảnh không khác tình hình giao thông những ngày bình thường khác. Kể từ ngày 1 tháng 4, theo chỉ thị của Thủ tướng Việt Nam, người dân hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết, giữ khoảng cách tối đa 2 mét và phải đeo khẩu trang. Sau những ngày đầu chấp hành khá nghiêm chỉ thị, thì đường phố Sài Gòn bây giờ đã đông đúc trở lại. Vòng xoay Phù Đổng cũng có nhiều xe lưu thông hơn so với vài ngày trước. Khá đông người và xe cộ lưu thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai lúc 18 giờ. 18 giờ 30 trên đường Cách Mạng tháng 8, dòng người di chuyển ngày một đông hơn. Theo nhiều người, lưu lượng xe trên đường này chỉ ít hơn so với thời điểm trước khi có dịch, chứ chưa hề vắng vẻ. Con đường Võ Thị Sáu đã xuất hiện trở lại hình ảnh dòng xe nối đuôi nhau vào giờ tan tầm. Tuy nhiên, theo chỉ thị số 16, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cửa hàng không thiết yếu đã đóng cửa để thực hiện cách ly xã hội. Đa số người dân được yêu cầu làm việc ở nhà. Lượng phương tiện tại phòng xoay Dân Chủ cũng đã đông đúc trở lại, tuy nhiên không có tình trạng xảy ra ùn ứ. Nhiều người khu vực kênh Du Lộc, quận 3, Sài Gòn, câu cá, tập thể dục và không giữ khoảng cách 2 mét như quy định, họ ăn uống, mang theo thú cưng ở chỗ đông người. Thưa quý vị, hiện nay trên toàn cầu, hầu hết các quốc gia đều đã thực hiện cách ly nghiêm túc nhằm hạn chế tối đa căn bệnh COVID-19 lây lan. Cũng là để có thêm thời gian để các nhà bác học sớm tìm ra vaccine tiêu diệt virus corona này. Có lẽ là những ngày qua, do báo chí Việt Nam đăng tải rất nhiều tin tức về phòng chống dịch COVID-19 đạt được hiệu quả, rất nhiều bệnh nhân đã trở lại lành bệnh và nhiều người trải qua cách ly xong đã khỏe mạnh và trở về với xã hội hiện tại. Cho nên làm tinh thần của người dân trở nên phấn khởi và tin tưởng rằng nếu như mình bị bệnh thì ở Việt Nam trị khỏi bệnh được. Tuy nhiên hiện nay bệnh đã lây lan trên toàn thế giới rất nặng và rất nhiều quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề. Ngay cả tại New York thì bệnh đã lây nhiễm vào tới động vật ở trong sở thú. Nhiều quốc gia e sợ rằng nếu cùng một lúc mà tất cả người dân mắc bệnh với số lượng rất đông thì không đủ bệnh viện, không đủ bác sĩ y tá để chăm sóc và chữa trị kịp thời cho rất nhiều bệnh nhân cùng một lúc. Vì thế trước khi tìm ra vaccine, tất cả các quốc gia đều phải cẩn trọng và cẩn thận để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan này. Vì vậy, tất cả những nhà lãnh đạo của các quốc gia đều đã ra lệnh cho người dân phải stay at home là ở trong nhà. Hy vọng rằng mọi người sẽ nghiêm túc chấp hành để gìn giữ sức khỏe và mạng sống của mình, vì sinh mệnh con người là quan trọng hơn hết. VietWord TV xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin này. Kính mời quý vị bấm subscribe đăng ký kênh YouTube VietWord TV để theo dõi các bản tin tiếp theo. Kính chúc quý vị được an yên và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin trân trọng, kính chào.